nay thì em cứ tự nhiên chuẩn bị tốt nghiệp thì bọn em cảm thấy ra trường thì em cũng không được cái ngày ra học biết nhưng mà em cũng sẽ thấy học công nghiệp rất là lo lắng. Bây giờ em biết học công nghiệp. Em là Nguyễn Thị Thùy Dung từ Quảng Bình ạ, sinh năm 98 ạ. Hôm nay em rất vui mừng ạ. Em biết chị cách đây cũng lâu rồi nhưng mà em thì bận học cấp 3 nên là em chưa có thời gian thì mới học nên là em học xong cấp 2 em chỉ học luôn. Facebook em để search của em thấy chị là các hình ảnh của chị là rất là đẹp. Trong cái quá trình mà em theo dõi cái Facebook của chị nhiều năm, em có thấy là có rất nhiều học sinh người ta đang thành công không? Em thấy rất nhiều chị ạ. Mỗi lần post cái bài của học sinh lên em thấy rất là đẹp luôn. Thế là em về tích luôn. Em là con không phải đến từ đến khi đi lên học đấy là có một cái nhân phẩm từ căn bản đến cái này lên cao. Tức là em muốn học từ khó học về sau đó là em sẽ về một trường để học đúng không? Dạ, chính em tên là Hương Thị Quỳnh, em có từ Quảng Ninh. Em sinh năm 98 ạ. Sao em lại không đi học tiếp mà em lại học những ngành nghề này? Em nghĩ là đại học mình không phải là một trường rất là thành công. Và em cũng không biết những công việc chị chọn chị là một tấm gương. Em còn theo mà em đang làm cho trước khi mà đến đây thì em đã có ra từ khoảng năm trước ấy, thì em đã hướng đi học theo chị rồi nhưng mà vì khoảng thời gian đấy là bố mẹ em hướng đi học văn hóa. Năm nay em 23 tuổi và em đang tốt nghiệp học. Trước giờ em chưa bao giờ được A nhưng mà với chị Tina này em có nói với mẹ là em rất cần được chị và mong rằng độ tuổi của chị